Hi, xin chào tất cả các bạn ha. Thì trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ các bạn cái cách để ông ta tạo ra cái trình tạo mã 2FA để bảo vệ cho tài khoản Facebook mình ha. Thì thông thường á, chúng ta tạo ra cái trình tạo mã này thì chúng ta sẽ bảo vệ được cái tài khoản của mình, tránh tình trạng bị hack hoặc là bị đánh cắp vào tài khoản Facebook các bạn ha. Các bạn truy cập vô app Facebook và các bạn chọn cho tôi vào cái mục ba chấm phía trên cùng và bên tay phải, chúng ta nhấp vô đây. Chúng ta sẽ vào mục là cài đặt các bạn nha. Cài đặt vào quyền riêng tư này các bạn. Chúng ta nhấp vào đây và chọn nha. Đối với điện thoại, máy tính bảng là chúng ta đều chọn như nhau. Và chúng ta click vào mục là cài đặt. Rồi, chúng ta sẽ kéo xuống phần ở phía dưới các bạn. Chúng ta nhấp vào chỗ là bảo mật và đăng nhập ha. Rồi ok, thì hiện tại của mình á, thì cái tài khoản Facebook này của tôi đang đăng nhập trên con Galaxy S20 Ultra Hồ Chí Minh City Việt Nam. Và cách đây 30 phút thì tôi có đăng nhập vào cái máy tính Windows các bạn ha. Các bạn muốn đổi mật khẩu vô đây ha. Rồi, bây giờ tôi sẽ sử dụng là cái xác thực 2 yếu tố nè, bạn thấy không? Thứ nhất vô là sử dụng xác thực 2 yếu tố. Nhập vào đây. Rồi, thì ở đây bên Facebook có đề xuất cho mình là ba cái phương án để kích hoạt ha. Thì phương án thứ nhất tôi chọn đây nè, là khóa bảo mật. Cái khóa bảo mật này là cái khóa màn hình của chúng ta đó nha. Chúng ta ấn tiếp tục nè. Đó, thì hiện tại cái máy tính của tôi á, cái điện thoại của tôi á, tôi chưa có đặt cái màn hình khóa ha. Nếu như các bạn chọn cái này thì chúng ta sẽ nhận dạng theo cái màn hình khóa. Rồi, phương thức thứ hai là chúng ta sẽ tùy chọn vào cái tin nhắn văn bản đến số điện thoại ha. Các bạn sẽ nhập số điện thoại của mình này vô nha, nhập số vô. Thì nhập vô nè. Xác nhận. Thì một cái mã code chúng ta sẽ gửi về và ông ta sẽ xác nhận vào. Và mỗi khi ta đăng nhập vào một cái thiết bị mới hoặc là một điện thoại mới thì Facebook sẽ yêu cầu gửi cái mã xác nhận đó về. Và cách thứ ba, chúng ta sẽ sử dụng một cái ứng dụng là Google Authenticator. Ấn tiếp tục. Rồi, chúng ta yêu cầu gửi mật mã vào mail. Yêu cầu gửi mật mã vào mail các bạn ha. Gửi mật mã vào mail này. Rồi, tiếp tục. Rồi, tiếp tục. Thì chúng tôi đã gửi một mã gồm 8 chữ số vào mail các bạn. Thì các bạn hãy nhập cái mã này vô. Thì bây giờ tôi sẽ check mail ha. Rồi, ok, tôi đã vào được cái mail của tôi ha. Tôi sẽ click vào cái mail là người ta vừa gửi cho tôi một cái mã là gồm gì đây ạ? 6 số nè. Chúng ta sẽ nhập 6 cái số này ha. Nhập 6 cái số này nè. Chúng ta sẽ copy ha. Sao chép các bạn ha. Và tôi sẽ nhập vô cái Facebook này. Tôi dán vô đây. Dán vô ha. Rồi không cho mình dán các bạn ơi. Thì chúng ta phải nhập bằng tay vô ha. 239-508-39 ha. Tiếp tục. Rồi chúng ta ấn tiếp tục ha. Chúng ta có thể kiểm tra lại bằng cách vào 3 chấm nè. 3 chấm. Chúng ta vào cái mục cài đặt và quyền riêng tư. Rồi, chúng ta sẽ mục vào mục là cài đặt. Chúng ta chọn vào bảo mật và đăng nhập. Rồi, sử dụng xác thực 2 yếu tố nè. Rồi, chúng ta đã tạo mã xác minh bằng cái như ứng dụng là Google Enter nhé. Chúng ta ấn tiếp tục. Rồi, đây là cái mã trình tạo mã của mình các bạn ha. Đây là trình tạo mã của mình này các bạn. Như vậy chúng ta đã vào được cái công cụ xác thực 2 yếu tố của Google Enter. Chúng ta có thể lưu lại cái mã QR này nha. Hoặc là chúng ta có thể copy lại cái mã này nha. Copy lại cái mã này nha các bạn. Copy lại cái mã này. Và chúng ta sẽ lưu vào một vị trí nha. Lưu lại nha, lưu cái mã này lại nha các bạn. Rồi, chúng ta ấn tiếp tục. Rồi, bây giờ các bạn hãy nhập mã 6 chữ số trên ứng dụng xác thực của mình. Thì cái mã 6 chữ số này các bạn lấy ở đâu? Thì các bạn về cái điện thoại của mình nha. Các bạn vô Zapp Play, tìm tôi đợi ứng dụng là Authent. Đây,
Authenticer. Đây, các bạn tải về cho tôi ha, cài đặt về. Thì thông thường á là chúng ta sử dụng cái ứng dụng Google Anten này á thì nó sẽ rất là nhanh nha. Chúng ta có thể đăng nhập mọi lúc mọi nơi các bạn nha. Không giống như là sử dụng số điện thoại. Số điện thoại thì nó sẽ bảo mật hơn cho các bạn là chúng ta sử dụng riêng một cái điện thoại nào đó. Còn tôi thì hay sử dụng Google Anten nha. Rồi, chúng ta đã cài đặt xong. Chúng ta sẽ mở cái ứng dụng là Anten của Google lên. Rồi, bắt đầu ha. Bây giờ thứ nhất là quét mã QR hoặc là nhập code thiết lập. Rồi chúng ta sẽ nhập code thiết lập ha. Tên tài khoản. Rồi hồi nãy mình đã lưu cái mã QR, mã HFA vô nè, mình lưu lại ha. Mình copy. Mình sẽ dán vô đâu? Dán vô cái vị trí mình cần mong muốn. Rồi. Khóa bảo mật của bạn y hệt luôn. Rồi ấn thêm. Như vậy, chúng ta đã tạo ra được một cái mã xác thực nè. Các bạn nhấp vô cái chỗ này. Nhấp vô ha. Thì nhấp vô thôi. Lấy tay nhấp vô thì thời gian nó sẽ tua cho các bạn trên đây. Rồi các bạn sẽ vô cái tài khoản Facebook của mình. Các bạn ấn xác nhận nha. Chúng ta sẽ dán vô. Dán vô. Mã xác nhận rồi. Rồi không cho mình dán rồi. Thì mình phải nhập vô rồi. Nhập vô cái mã bên cái Authent đó là gần hết thời gian này ha. Gần hết thời gian rồi. Mình thêm tạo mới đi. Nha, tạo mới. Đó là 842323. Mình vô Facebook nhập là 842323. Rồi ấn tiếp tục. Rồi mật khẩu của bạn nhập vô ha. Như vậy xác thực hai yếu tố đã bật. Rồi chúng ta ấn xong. Rồi ok. Như vậy từ nay về sau khi các bạn chúng ta đăng nhập ở bất kỳ máy tính hay điện thoại, chúng ta đều có cái mã xác thực hai yếu tố và chúng ta bảo mật qua cái ứng dụng là Authenticer nha. Và các bạn lưu ý rằng chúng ta phải lưu là cái mã này lại thật kỹ nha, và đừng để lộ cho ai biết cả nha. Nếu mà bị lộ á thì các bạn phải thay đổi lại các bạn nha. Rồi xin chào tất cả các bạn ha, chúc tất cả các bạn thành công. Thầy Kiên TN hy vọng những chia sẻ này rất hữu ích với các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để nhận được những chia sẻ tiếp theo nhé. Thầy Kiên TN hy vọng những chia sẻ này rất hữu ích với các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để nhận được những chia sẻ tiếp theo nhé.